Các bạn móc cho mình 4 mũi xích. Một, hai, ba, bốn. Sau đó nối thành vòng tròn. Tiếp tục móc 2 mũi. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình mũi kép. Nhưng mà các bạn rút qua lần thứ nhất 2 sợi. Tiếp tục các bạn móc đến mũi tiếp theo. Rút qua 2 sợi. Sau đó rút qua cùng nhau. Gây 2 mũi. Các bạn lại móc cho mình 3 mũi móc kép trụm đầu. Rút lần thứ nhất, sau đó móc sang mũi thứ hai. Các bạn cũng rút qua 2 sợi đầu tiên. Mình móc lại. Các bạn rút qua 2 sợi đầu tiên. Tiếp tục đến mũi thứ ba, các bạn cũng rút qua 2 sợi đầu tiên. Sau đó rút qua cùng nhau. Được một cụm đầu tiên. Sau đó các bạn xoay mặt. Mình móc vào trong ô này một mũi trượt. Tiếp tục gây 2 mũi. Các bạn hãy móc cho mình thêm 2 mũi kép trụm đầu vào đây. Rút qua cùng nhau. Sau đó gây 2 mũi. Tiếp tục các bạn hãy móc cho mình 3 mũi móc kép trụm đầu. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai các bạn cũng rút qua 2 sợi. Mũi thứ ba các bạn cũng rút qua 2 sợi. Sau đó rút qua cùng nhau. Mình sẽ thay màu khác cho các bạn dễ nhìn. Đây. Các bạn di chuyển kim móc vào trong giữa ô bằng mũi trượt. Sau đó móc 2 xích. Các bạn lại móc cho mình thêm 2 mũi móc kép trụng đầu vào đây. Rút qua cùng nhau. Gây 2 mũi. Tiếp tục các bạn lại móc cho mình 3 mũi kép trụng đầu. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau đó rút qua cùng nhau. Xoay mặt. Móc vào trong giữa ô này một mũi trượt. Nên 2 xích. Tiếp tục các bạn lại móc thêm cho mình 2 mũi kép trụng đầu vào đây. Rút qua cùng nhau. Gây 2 mũi. Sau đó các bạn lại móc cho mình 3 mũi móc kép trụng đầu. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau đó rút qua cùng nhau. Tiếp tục các bạn lại xoay mặt. Di chuyển kim móc vào trong giữa ô này bằng mũi trượt. Gây 2 mũi. Các bạn lại móc thêm 2 mũi kép trụng đầu nữa. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Rút qua cùng nhau. Gây 2 mũi. Tiếp tục 3 mũi kép trụng đầu. 1. 2. 3, sau đó rút qua cùng nhau. Các bạn móc dây để trang trí hoặc các bạn có thể làm vòng tay như này. Rất là đơn giản, dễ móc và đẹp.
Chúc các bạn thành công.